Đây, đây, đứng lại, trả lại quần áo đây, trả lại đây. Đây, đây. Quá đáng thì không biết. Đừng để tôi gặp lại cô, không thì cô biết tay tôi. Cô định làm gãy lưng tôi đấy à? Bẩn hết quần áo của tôi rồi. Có bộ quần áo thôi, làm gì mà ghê thế? Cũng lắm là tôi đèn là được chứ gì. Anh tưởng là mấy đồng tiền bẩn thỉu của anh là quý giá lắm đấy à? Anh có biết bộ đồ này quan trọng với tôi thế nào không? Này, tôi nói cho cô biết nhá, riêng cái bộ quần áo của cô ấy, mang về nhà tôi làm rẻ lau còn chê. Trời, làm gì mà ghê gớm quá thế. Cái gì? Hả? Sao? Bây giờ cùng lắm tôi đền cho cô là được chứ gì? Bao nhiêu tiền? Tôi đền gấp 3. Giá giá đi. Giá giá à, này. Này, cô điên à? Sao đá tôi hả? À, cô bị làm sao đây à? Này nhá, cất cái đồng tiền bẩn thỉu của anh đi nhá. Trên đời này tôi ghét tới cái thể loại tịnh cỡm như anh đấy. Đừng để tôi nhìn thấy anh thêm một lần nữa. Nếu không, tôi sẽ cho anh một bài học đắt giá đấy. Này, có giỏi thì đứng lại đi. Tôi chưa nói xong cơ mà. Có giỏi thì đứng lại. Ai bảo gái quê là hiền lành chất phác? Không mà bà La Sát thì có. Đau thế nhở? Tự nhiên lại bị đánh. Đúng là chả hiểu chuyện gì nữa. Xuống bơi một vòng cho hạ hỏa. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôi đã bảo với anh là đừng để tôi nhìn thấy mặt của anh mà. Đã gặp ở đây rồi, anh biết tay tôi. Này, cô kia, trả quần áo cho tôi. Này, đứng lại, trả quần áo đây. Anh Lan Anh, em đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Anh đã nói là hôm nay sắp xếp đi công việc với anh rồi cơ mà. Anh Dương này, em kể cho anh nghe một chuyện nhé. Chuyện gì? Em vừa xử lý tên kia một trận xong. Tên kia là tên nào? Anh ta là ai? Em cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà em nhìn bộ dạng của anh ta ấy, hình như là người từ trên thành phố về quê nghỉ lễ. À nhưng mà thôi, cái chuyện này nó cũng không đáng quan trọng. Nhưng mà vừa rồi nhá, nhìn bộ dạng của anh ta chắc chắn là một người hống hách hách dịch. Em đã cho anh ta một bài học rồi, chắc chắn bây giờ anh ta tức giận lắm, đáng đời. Em buồn cười thật đấy. Đi gây sự với người ta mà không biết người ta là ai à? Sao ạ? Thôi chết rồi, anh đã nói với em rồi. Hôm nay anh họ của Trúc ở ngoài thành phố về quê. Khả năng cao người mà em đụng đến là anh ấy đấy. Chắc là không trùng hợp như vậy đâu. Sao lại không? Ở quê mình thì có được mấy người ở thành phố về đâu. Không được rồi, đi theo anh. Ôi, đi đâu vậy ạ? Thì sang nhà Trúc. Nhớ chẳng may là anh ấy thật thì em phải thành tâm xin lỗi người ta. Em không đi. Em sao vậy? Em không làm gì sai, việc gì em phải đi. Em có biết là khó khăn lắm anh mới nhờ Trúc xin việc hộ được không? Anh họ của cô ấy là chủ tịch của một công ty lớn đấy. Em là bạn gái của anh, nhưng mà đã giúp ích được gì cho công việc của anh chưa? Em... Thôi, em đã không giúp gì được anh thì anh cũng mong là em đừng có phá hoại. Nào, đi theo anh. Không, em không đi. Đi. Em không đi. Tôi đã nói là đi. Trúc à, em sang tìm anh à? Không,
Em sang tìm bạn gái của anh. Anh Nam, cô gái mà anh nói có phải là cô gái này không? Đúng là cô ta. Anh Dương, em xin cho anh vào công ty làm việc. Anh không báo đáp em thì chớ, lại còn lấy oán trả ơn à? Không không, Trúc Trúc, nghe anh nói. Anh làm gì có chuyện lấy oán báo ơn. Anh mang ơn em còn không hết mà. Anh Nam nhận anh vào làm việc, vậy bạn gái anh cư xử với anh ý như thế là có ý gì? Hai người nói luôn đi cho nó vuông. Anh Nam ạ, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi sẽ bảo bạn gái tôi xin lỗi anh ngay. Anh Dương, cô làm khùng làm điên gì vậy? Muốn tôi mất việc mới vừa lòng à? Nhưng mà em không làm gì sai, việc gì em phải xin lỗi? Anh chưa hỏi đầu đuôi câu chuyện mà anh đã bắt em phải đi xin lỗi người ta rồi. Làm gì có chuyện anh Nam đây sai với cô? Chắc cô lại tự nhiên nổi điên lên chứ gì. Mau xin lỗi anh ấy ngay. Tôi không làm gì sai, tôi không xin lỗi. Này này, được lắm, cô có giỏi thì đi luôn đi, đừng có về nữa. Đúng là cái đồ đàn bà không hiểu chuyện. Hai người thấy đấy, tính tình khùng điên của cô ta chỉ có tôi mới chịu được thôi, chứ ai mà thèm. Anh cũng kiên nhẫn thật đấy, chứ cái loại bạn gái như thế người ta đã bỏ từ lâu rồi. Thực ra là tôi ở bên cô ta cũng vì thương hại thôi, mà cũng 6-7 năm rồi. Bây giờ mà bỏ cô ta thì ai lấy. Thôi, anh về trước đây. Sao anh về sớm thế? À đúng rồi anh Nam, chuyện này là tôi có lỗi với anh. Hay là mời anh vào nhà, tôi thịt con gà rồi, anh em mình làm vài chén. Thôi không cần đâu, tôi lái xe cho nên không uống rượu. Anh... Thôi chết, mình quên chìa khóa xe rồi. Này, đừng có giận anh nữa mà. Lát nữa con Lan anh về, anh sẽ cho nó một trận. Lần này là anh không bỏ qua cho nó đâu. Anh cho nó một trận thì có ích gì? Anh không thấy ngay cả anh Nam mà còn bị nó chọc giận à? Anh biết mà. Anh biết là em sẽ có cách nói đỡ với anh Nam giúp anh. Anh thôi đi, chỉ khi nào có chuyện thì anh mới nhớ tới tôi thôi. Đâu ra, anh lúc nào cũng nhớ đến em. Ngay cả đêm anh ngủ, anh còn gọi tên em cơ mà. Thật không? Thề đấy, thề thật đấy này. Thôi 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 thôi, anh bỏ cái trò đấy đi. Suốt ngày chỉ biết dỗ dành người ta thôi. Này, đây nói cho mà biết nhé. Người khác có cho tiền, không thèm dỗ, chỉ dỗ mình em thôi. Đồ đáng ghét. Ai đem tôi đây hả? Là anh cô à? Đúng là suối quẩy. Đứng lại đấy. Này, lần này là cô gây sự trước nhá. Tôi chưa làm gì đâu đấy. Này này, cô định làm gì? Lần này là tôi không nhịn cô nữa đâu. Tôi xin lỗi anh. Cô nói cái gì cơ? Tôi bảo là tôi xin lỗi anh. Anh nghe rõ chưa? Tôi xin lỗi anh đấy. Cô xin lỗi tôi. Đúng. Mà làm sao đấy? Anh chưa hài lòng à? À không phải. Tôi chẳng có ý kiến gì cả. Chẳng qua là tôi thấy hơi lạ khi mà cô thay đổi thái độ thôi. Thì tại vì sau khi suy nghĩ kỹ lại, tôi thấy bản thân của mình cũng hơi quá đáng. Hơi quá đáng á? Cô chỉ cảm thấy mình hơi quá đáng thôi á? Đúng là tôi đâm xe vào cô thì là tôi sai. Nhưng mà tôi cũng đã xin lỗi và chấp nhận bồi thường cho cô rồi. Vậy mà cô không những đánh tôi, cô lại còn cướp cả quần áo của tôi. Cô không phải là hơi quá đáng, mà là vô cùng quá đáng. Chẳng qua tôi làm như vậy đều có nguyên nhân của nó thôi. Nguyên nhân gì chứ? Thì tại vì bộ quần áo này này là bộ quần áo cuối cùng mà mẹ tôi tặng cho tôi trước khi bà ấy mất. Hôm nay lại còn là ngày giỗ của bà ấy nữa. Tôi chỉ muốn mặc bộ quần áo này thôi. Nhưng mà anh nhìn đi, bẩn hết đằng sau rồi đây này. Đã thế, anh lại còn nói bộ quần áo này của tôi không bằng rẻ lau nhà nhà anh nữa. Anh thử nghĩ xem, tôi nghe được như vậy, tôi có ức không? Anh tưởng là anh có nhiều tiền, anh giàu có, thì anh muốn làm gì cũng được ạ.
ai cho anh có cái quyền, có cái tư cách mà anh xúc phạm bộ quần áo mẹ tôi mua cho tôi như vậy? Tôi xin lỗi, tôi không biết. Cái gì cũng bảo không biết, nhưng mà lúc nào cũng lên mặt. Anh lại còn bảo với tôi là anh đền cấp 3 nữa. Anh đền được cái gì? Tôi biết rồi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi cô. Cô đừng buồn nữa được không? Thì coi như bây giờ cả hai chúng ta đều sai. Mình bỏ qua cho nhau, mình hòe nhá. Được, vậy thì chúng ta hòa nhá. Nhưng mà anh đừng có vì giận tôi mà không nhận bạn trai tôi vào làm, có được không ạ? Hóa ra chỉ vì chuyện này mà cô gặp tôi hả? Không phải, tôi cũng cảm thấy có lỗi với anh thật mà. Nhưng mà bạn trai của tôi rất cần công việc này, và tôi cũng không muốn mình làm ảnh hưởng đến anh ấy. Tôi không hiểu vì sao, rõ ràng hắn ta đối xử với cô như vậy mà cô vẫn suy nghĩ cho anh ta là sao nhỉ? Bình thường anh ấy đối xử với tôi tốt lắm, chẳng qua là ngày hôm nay anh ấy nóng giận quá cho nên mới như vậy thôi. Anh nhận bạn trai của tôi vào làm việc nhá. Cô gái này đúng là ngốc, bị người ta cắm sừng còn không biết. À đúng rồi, anh mới về quê cho nên vẫn chưa đi tham quan được đâu đúng không? Để tôi dẫn anh đi xem như là chuộc lỗi nhá. Nhưng mà trường học ở đây có một cái hồ đẹp lắm, tôi sẽ dẫn anh đi. Ở trên thành phố không có những phong cảnh đẹp như vậy đâu. Đi. Ở đây công nhận là đẹp thật đấy. Anh thì tôi nói đúng không? Ở chỗ này không có nhiều người biết đâu. Nếu như mà tôi không chỉ anh đến đây thì anh còn lâu mới tìm ra được. Công nhận là thích thật. Mà này, có muốn chụp một bức ảnh để lưu làm kỷ niệm không? Đưa máy đây tôi chụp cho. Được. Đây. Rồi cô giúp tôi nhé. Này. Này, cô làm sao đấy? Ok. Này, cô đi đâu đây? Lát nữa anh phải đưa em đi mua sắm đấy. Được thôi. Mày dám đánh tao con chó này? Cô phạt rồ đủ chưa? Em có đau không? Đau chết thì được ấy. Này, anh và cô ta lén lút với nhau bao nhiêu lâu rồi? Anh không có lời gì để giải thích với tôi à? Cô mù à? Nhìn thấy như vậy còn không hiểu hay sao? Cô đúng là loại không biết tốt xấu. Anh Dương đã nhượng bộ cô rất nhiều lần rồi, thế mà cô vẫn không biết tốt xấu, đòi lên mặt với anh ấy à? Đúng là cái loại có cha sinh mà không có mẹ dạy. Này, cô đang nói cái gì đấy? Trúc nói cô là cái loại có cha sinh nhưng không có mẹ dạy, nghe thủng chưa? Hai người... Tôi nói có gì sai à? Tôi đã không chê cô là cái đồ mồ côi, lẽ ra cô phải biết điều một chút. Đằng này cô lại không biết thân biết phận, có tin là tôi đá cô không à? Đáng lẽ ra cô phải cảm ơn tôi mới đúng đấy. Đã rất nhiều lần anh Dương muốn bỏ cô, nhưng mà đều do tôi khuyên nhủ anh ấy đấy. Chứ cái loại mồ côi cha mẹ như cô ấy, nếu như anh Dương mà bỏ ấy thì sẽ chẳng có ma nào rước đâu, chỉ có nước ấy tới già thôi. Mau xin lỗi Trúc nhanh lên, đừng để cô ấy nổi giận. Nếu cô ấy mà nổi giận, có tin là cô tới số không à? Tôi... Anh Dương, anh có sao không? Anh Nam, sao anh lại đánh anh Dương chứ? Đánh cho anh ta tỉnh ngộ đi. Tôi ngứa mắt với anh từ lâu lắm rồi. Anh tưởng mình là ai chứ? Đã bắt cá hai tay còn tỏ ra mình thượng đẳng à? Đạo đức của anh cho chó tha mất rồi à? Anh Nam, em là em họ của anh đấy, tại sao lại đi bên người ngoài hả? Đừng có nhận họ hàng với tôi. Tôi không có loại em họ không biết xấu hổ như cô. Còn anh, sống trên đời này chỉ làm mất mặt đàn ông thôi. Đồ sở khanh, vô liêm sỉ. Anh mắng đúng lắm. Cái loại sở khanh, vô liêm sỉ. Anh sống ở nhà của tôi, ăn ở nhà tôi, thế mà bây giờ anh quay sang anh sỉ nhục tôi như vậy à? Cái mặt của anh ấy đúng là dày hơn cả mặt trâu mà. Đấy cô. Anh bảo là ngày hôm nay anh đá tôi á? Anh đứng mà nằm mơ. Đã từ lâu lắm rồi, tôi chán ngấy cái bản mặt của anh rồi. Chẳng qua tôi chưa chia tay anh là bởi vì tôi thương cảm cho anh thôi. Nhưng mà ngày hôm nay nhá, tôi chính thức đá anh, chứ không phải là anh đá tôi đâu. Anh nghe rõ chưa? Cái loại mèo mả gà đồng như hai người ấy, nắm chặt tay nhau vào, đừng để sổng nhau ra, không thì làm khổ người khác đấy. Này, mày chửi ai con danh kia? Đứng lại cho tao.
Còn không biết xấu hổ à? Nhưng mà anh Nam, nó... Làm sao? Con chưa đủ mất mặt hay sao? Tôi nói thẳng với hai người luôn, là công ty của tôi không dám nhận hai nhân viên xuất sắc như hai người đâu. Cho nên buông tha cho công ty của tôi đi. Chuyện này không cần phải bàn bạc nữa. Anh Nam ơi. Cô Lan Anh, đợi tôi với. Anh gọi tôi có việc gì vậy ạ? Tôi thấy cô đang gặp chuyện bực mình. Hay là tôi dẫn cô đi giải sầu nhá. Đi giải sầu ở đi đâu ạ? Cứ đi theo tôi thì sẽ biết. Đi thôi. Tôi lớn bằng từng này tuổi rồi. Đây là lần đầu tiên tôi được đi xem phim đấy. Nếu như mà không nhờ có anh, chắc là tôi chẳng bao giờ biết đến rạp chiếu phim là như thế nào luôn. Tôi còn rất nhiều chỗ muốn dẫn cô đến. Lần sau chúng ta sẽ đi xem kịch. Tôi sẽ mua vé. À, cũng đến nhà cô rồi. Thôi, tôi phải về trước đây. Gặp cô sau nhé. Gặp lại anh sau. Lan Anh, cô đi đâu với thằng Nam suốt vậy? Đó là việc của tôi, không liên quan đến anh. Tại sao lại không liên quan đến tôi? Cô nghĩ rằng nó thật lòng với cô à? Đừng có mơ. Nó chỉ định chơi bời với cô qua đường thôi. Cô nghĩ xem, đường đường là chủ tịch một công ty lớn, lại để mắt đến một con bé nhà quê như cô à? Anh bỏ ngay suy nghĩ bẩn thỉu ra khỏi đầu của anh đi nhá. Không phải ai cũng giống anh đâu. Còn bây giờ thì tránh ra, đừng tôi điên lên. Lan Anh, hãy quay lại với anh đi. Chỉ có anh, có anh mới thật lòng với em thôi. Đừng khiến tôi cảm thấy mắc ói với anh nữa. Cút đi. Kìa, em. Thì ra là anh ở đây à? Còn khốn, mày dám quyến rũ bạn trai tao à? Hốt đống rác của cô về nhà đi. Cái thằng bạn trai của cô ấy, chẳng ai thèm đâu. Về nhà đóng cửa mà chửi nhau. Khốn này, trước mặt tao thì mày hứa hẹn đủ điều, vậy mà sau lưng tao mày đi hù hí thằng tiệu với nó à? Mày đúng là được rồi, đúng khốn nạn, đúng khốn nạn. Thôi, cầm đi. Ồn ào như vậy không biết xấu hổ à? Cút. Đau quá. Cô định làm gì? Tôi không lạ mấy cái trò của cô đâu nhá. Lan Anh, có chuyện gì vậy? Anh Nam. Sao lại là hai người? Hai người muốn gì? Anh Nam ạ. Tại chúc cô ấy cứ cố tình kiếm chuyện để làm loạn, tôi mới... Cô bị làm sao vậy? Ôi, tôi chết rồi, chảy máu rồi. Con tôi, con của tôi, hình như cô ấy bị động thai rồi, cô ấy cấp cứu đi. Nhưng mà... Còn nhưng nhị gì nữa, là anh đẩy cô ấy, bây giờ cô ấy có mạnh hệ gì? Anh chỉ chờ ngồi tù đi. Tôi... Còn đừng đến làm gì nữa. Rút tôi một tay đi. Nhanh lên. Giời, đưa cô ấy ra xe của tôi. Cô sao vậy? Từ nay đến giờ không thấy cô nói gì cả. Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ đến My và anh Dương thôi. Cô nghĩ đến hai người họ làm gì cho bực mình? Rảnh ấy thì nghĩ đến tôi đây này. Nghĩ đến anh làm gì? Thì nghĩ xem khi nào thì em chịu đồng ý làm bạn gái của anh. Anh chỉ toàn đùa thôi à? Anh không đùa đâu, anh nói thật đấy. Kể từ lúc gặp em, anh mới biết như thế nào là tình yêu. Anh muốn từ nay về sau, anh sẽ ở bên cạnh em và chăm sóc cho em, mang lại cho em những gì tốt đẹp nhất. Vốn dĩ anh định mua nhẫn cơ, nhưng anh thấy như vậy thì quá vội vàng, cho nên anh muốn tặng em cái này. Không, em không nhận quà của anh đâu. Nếu mà em không nhận quà của anh thì anh sẽ nắm tay em như thế này, sẽ không buông ra đâu. Khi nào em đồng ý nhận thì mới thôi. Anh... Em yên tâm, anh sẽ chờ đến lúc em đồng ý hẹn hò với anh. Nhưng mà đừng bắt anh chờ lâu quá nhé.